khám phá cuộc sống hàng ngày của CR7. Dù sinh sống ngay bên cạnh nhà một siêu sao bóng đá nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, nhưng bà Elizabeth Borrell cho biết tất cả đều diễn ra đầy yên ắng thay vì ồn ào như suy nghĩ của nhiều người. Yên tĩnh lắm, chẳng tiệc tùng gì đâu. Nhà Ronaldo có một chiếc bể bơi trong nhà đẹp lắm, một khu vườn nhỏ được chăm sóc cẩn thận với nhiều bông hoa đầy màu sắc. Tôi thấy Cristiano Junio thường đi thơ thẩn với chiếc ván trượt, lên xuống đường dẫn đến nhà của chúng tôi và luôn có vệ sĩ đi theo sau. Trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Ronaldo chính thức vượt qua Pele để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu chính thức. CR7 giờ đây đang sở hữu một cuộc sống mơ ước rất nhiều người khi anh sở hữu cả tiền tài, danh vọng và cả một gia đình nhỏ ấm áp. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem cuộc sống thường ngày đó của Ronaldo sẽ như thế nào nhé. Mới đây, tài khoản Instagram của Cristiano Ronaldo đã cán mốc 251 triệu người theo dõi. Đáng nói hơn, đây là con số lớn nhất với một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội này. Có thể thấy, danh tiếng của CR7 đã vượt xa khỏi phạm vi bóng đá. Giờ đây, siêu sao người Bồ Đào Nha là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng và có sức hút rất lớn trên các trang mạng xã hội. Vậy có khi nào bạn đã đặt ra câu hỏi, một ngày của Ronaldo sẽ diễn ra như thế nào? Tất nhiên, dù có là một ngôi sao nổi tiếng như thế nào đi chăng nữa, nghề nghiệp của Ronaldo vẫn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Vì thế, CR7 sẽ phải đến đại bản doanh của đội bóng chủ quản để tập luyện cùng các đồng đội. Khác với các cầu thủ ở Việt Nam, khi họ phải sống tập trung với nhau, thì các cầu thủ châu Âu chỉ đến sân tập một buổi trong ngày, rồi sau đó có thể trở về nhà của mình. Có thể dễ dàng nhận thấy cựu ngôi sao Real luôn tập luyện cực kỳ nghiêm túc và hăng say trên sân tập. Đây cũng chính là một phần tạo nên sự chuyên nghiệp của anh 7 trong việc tập luyện cũng như thi đấu. Giống như những cầu thủ bóng đá khác, xe hơi chính là phương tiện mà CR7 lựa chọn để di chuyển từ sân tập đến nhà. Đương nhiên là một ngôi sao bóng đá với mức thu nhập hàng đầu thế giới, Ronaldo có riêng cho mình một bộ sưu tập những chiếc siêu xe đắt đỏ. Được biết, tiền đạo sinh năm 1985 là fan hâm mộ nhiệt thành của hãng xe Bugatti tới từ Ý. CR7 đã sở hữu một loạt các dòng xe đình đám với những phiên bản giới hạn của hãng xe này. Ngoài Bugatti, cầu thủ người Bồ cũng là chủ sở hữu của những chiếc xe 4 bánh thời thượng khác như Audi, Ferrari hay Lamborghini. Có vẻ như sau quãng thời gian ăn chơi với một loạt những siêu mẫu đình đám, Ronaldo giờ đây đã trở thành một người đàn ông của gia đình. Hiện tại, CR7 đã làm cha của 4 đứa con cùng với cô bạn gái xinh đẹp Georgina Rodriguez. Sau mỗi buổi tập cũng như thi đấu, thì mái ấm nhỏ của Ronaldo chính là nơi luôn chào đón anh trở về. Đã có rất nhiều hình ảnh ấm áp của siêu sao người Bồ khi anh dành thời gian cho những đứa trẻ của mình. Dù là một siêu sao được hàng trăm triệu người biết đến, thì Ronaldo cũng là một con người bình thường với những khoảnh khắc rất giản đơn. Chuẩn bị bước sang tuổi 36, nhưng CR7 vẫn đang chơi bóng ở một đẳng cấp cao nhất. Cựu ngôi sao Manchester United khiến cả thế giới phải dõi theo mỗi tuần khi anh luôn thi đấu đầy nhiệt huyết và tỏa sáng mỗi khi đội bóng cần. Tất nhiên, để duy trì được một phong độ như thế, Ronaldo luôn phải nghiêm túc luyện tập ngay tại ngôi nhà của mình. Siêu sao người Bồ thường dành rất nhiều thời gian để tập luyện chăm chỉ trên các thiết bị tập gym. Ngoài ra, trong căn hộ của mình, Ronaldo còn xây một hồ bơi với kích thước khá lớn. Được biết, bơi lội chính là một trong những bí quyết níu giữ phong độ của chân sút sinh năm 1985.
Môn thể thao dưới nước được khoa học chứng minh có thể giúp những vận động viên duy trì thể lực và sự dẻo dai. Có thể nói, tài năng chơi bóng đã mang lại rất nhiều tiền tài và danh vọng cho Ronaldo. Siêu sao người Bồ đã trở thành đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng cũng như luôn tất bật trong lịch trình quảng cáo của mình. Trong đó, Nike có lẽ là thương hiệu mà CR7 gắn bó lâu nhất và tên tuổi của hãng thể thao nước Mỹ cũng là một phần quan trọng trong sự nghiệp của Ronaldo. Với hình ảnh có phần khó gần và kiêu ngạo trên sân, CR7 luôn thể hiện được sự hài hước và thân thiện của mình mỗi khi anh tham dự lễ trao giải. Trong buổi lễ trao giải của UEFA Champions League 2019, chân sút sinh năm 1985 đã gây bất ngờ khi có những chia sẻ về đại kình địch của mình, Lionel Messi. Anh chia sẻ rất muốn có một bữa ăn tối giữa mình và M10. Ngoài bóng đá, Ronaldo được cho là một fan bự của môn thể thao tốc độ F1. Đã rất nhiều lần CR7 dành thời gian để đi đến các trường đua và theo dõi giải đấu này. Trong một lần xuất hiện tại chặng đua ở Monaco, siêu sao người Bồ Đào Nha ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiền đạo của Juve được ví như một ngôi sao của Hollywood với phong cách ăn mặc đầy khí chất. Ronaldo sau đó cũng đã có những khoảnh khắc giao lưu với Lewis Hamilton, tay đua số 1 của bộ môn này.
Có lẽ những hình ảnh vừa rồi đã giúp các bạn hiểu thêm được phần nào về cuộc sống thường nhật của một trong những ngôi sao bóng đá lớn nhất hành tinh, Cristiano Ronaldo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.